Trong những ngày này, khi mà toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì các thế lực phản động luôn tìm mọi cách chống phá với những luận điệu bịa đặt, sai sự thật về Quân đội Nhân dân. Gần đây nhất Việt Tân đưa ra giọng điệu chống phá, thiếu hiểu biết về bản chất, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân đội và nhân dân. Chúng rêu rao rằng cuộc đấu tranh của người dân Venezuela, quân đội đứng về phía nhân dân. Còn Việt Nam, quân đội có quyết định đứng cùng nhân dân không? Cần khẳng định rằng, đây là luận điệu chống phá hết sức nguy hiểm, với mục đích cuối cùng nhằm chia rẽ quân đội với nhân dân, làm phai nhạt tình cảm quân dân. Vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với giọng điệu thiếu hiểu biết và chống phá này của Việt Tân là nhiệm vụ có tính cấp thiết hiện nay. Thứ nhất, chiêu trò của Việt Tân không mới, song hết sức nguy hiểm, bởi chúng muốn chia rẽ tình quân, dân. Như chúng ta đã biết, mối quan hệ gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân với dân một ý chí là truyền thống cực kỳ quý báu, nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, kết tinh thành biểu trưng sáng ngời bộ đội Cụ Hồ. Thế nên, trong âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, Việt Tân và các thế lực thù địch, phản động luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của quân đội, dân tộc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Thứ hai, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, mình đánh giặc là vì dân, nhưng mình không phải là cứu tinh của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Người thường xuyên căn dặn cán bộ, chiến sĩ quân đội, phải nhớ rằng dân là chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Và, ngay cả khi đất nước đã hòa bình, thống nhất, bao người lính vẫn chấp nhận mọi khó khăn, vất vả, kể cả hiểm nguy để canh giữ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hay hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dầm mình cứu dân trong lũ dữ. Rồi hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại vất vả, nguy cơ lây nhiễm, dũng cảm lao vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua, cứu dân, càng tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thứ ba, nếu như quân đội không đứng về phía nhân dân, không có sự gắn bó quân dân, như Việt Tân đang rêu rao thì làm sao trong 30 năm chiến tranh giải phóng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay? Thế nên, Việt Tân cùng các thế lực thù địch, phản động hãy nhớ rằng, dù có chống phá quyết liệt, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc mối quan hệ gắn bó quân, dân có thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa, thì chắc chắn cuối cùng sẽ thất bại mà thôi.